Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho công bố phổ điểm của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Và rất nhiều người đã bất ngờ khi có tới hơn 4.200 điểm 10 ở các môn thi khác nhau, gấp tới hơn 60 lần so với số điểm 10 của kỳ thi năm trước. Cơn mưa điểm 10, theo cách mà báo chí gọi trong những ngày qua, đã phản ánh điều gì? Liệu có phải học sinh của chúng ta ngày càng giỏi hay không? Do đề thi dễ hay là do việc trông thi tại các địa phương không được chặt chẽ như các năm trước? Sau cơn mưa điểm 10 vừa rồi, chúng ta nên cảm thấy vui mừng, lạc quan hay là thêm phần lo âu băn khoăn về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia? Để giải đáp những câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thiệp, nguyên là vụ trưởng vụ giáo dục đại học. Trước tiên thì xin cảm ơn giáo sư đã tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và trước khi bắt đầu phần trao đổi thì xin mời giáo sư Thiệp cùng với quý vị khán giả hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây để nghe lý giải của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga về những băn khoăn, thắc mắc mà chúng ta vừa đề cập tới. Trước khi diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định kỳ thi năm nay sẽ không có nhiều điểm 10 như những năm trước. Thế nhưng kết quả thống kê cho thấy có tới 4.235 bài thi điểm 10, chưa kể những bài thi ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, gấp khoảng 60 lần của những năm trước. Tuy nhiên, trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là chuyện bình thường. Khi tự luận như vậy thì cái câu hỏi khó nó chỉ có một vài câu thôi. Và như vậy nó rơi trúng vào một cái chương nào đấy. Mà đối với những em học thật sâu chương đấy mới làm được. Còn những em khác không làm được. Còn đối với trách nhiệm khách quan với 24 cái mã đề thi, như vậy cái số câu hỏi khó nó sẽ rất nhiều, bao hàm toàn bộ cái chương trình. Và như vậy bất cứ em nào sâu về một cái chương nào đấy thì đều có thể làm được. Vì thế như các em, nhiều em làm được những câu hỏi khó đấy. Và trước đây thì rõ ràng là tôi cũng rất nhiều người chúng ta dự báo rằng là với cái cách thay đổi mới như thế này và cái đề thi khó như vậy thì sẽ là có ít em làm được câu khó, nhưng trên thực tế thì học sinh chúng ta giỏi hơn và thông minh hơn rất là nhiều, và các cháu đã rất thích nghi, rất là nhanh chóng với là sự đổi mới kỳ thi. Vì vậy cho nên các cháu đã làm được điểm rất là cao, và những cái cháu đạt điểm cao tuyệt đối như thế này thì hoàn toàn là xứng đáng, bởi vì các cháu quá giỏi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng không nên so sánh điểm 10 năm trước và năm nay vì cách thi khác nhau. Nhiều phóng viên cũng thắc mắc về chuyện thi trắc nghiệm mà thí sinh vẫn có điểm 0. Về điểm 0 có thể là các em đánh không trúng, hoặc là các em không làm bài, hoặc là các em bị một cái lý do gì đấy các em không làm bài thi thì nó dẫn đến các em bị điểm 1 hoặc là điểm 0. Thì rất nhiều cái trường hợp đã xảy ra cái điểm này. Và chúng ta thấy là cái số lượng điểm 10 năm nay cũng nhiều, nhưng mà cái số lượng điểm 1, điểm 0, tức là những cái điểm liệt ấy cũng không phải là ít. Cho nên cái phân bố cái phổ điểm, cái quan trọng nhất để chúng ta đánh giá đề thi cũng như kết quả chất lượng cái kỳ thi ấy, là cái phổ điểm chứ không phải là cái từng cái ngưỡng điểm này. Vâng, thưa giáo sư Thiệp ạ, chúng ta vừa được lắng nghe những lý giải của Thứ trưởng Bùi Văn Ga về việc tại sao lại có quá nhiều điểm 10 trong kỳ thi năm nay. Vậy còn cá nhân ông thì sao ạ? Nguyên là chuyên gia về đo lường và đánh giá giáo dục thì sau nhiều năm tổ chức thi thì ông có nghĩ là việc điểm 10 năm nay nhiều như vậy là một chuyện bình thường hay không ạ? Tôi nghĩ là điểm 10 nhiều nó cũng không phải là bất thường. Nhưng mà nó cũng có lý do, tức là cái phương pháp thi ta thay đổi. Mà thường thường đối với cái đề tự luận ấy, thì các giảng viên người ta chấm tự luận, người ta rất ngại cho điểm cao nhất, điểm 10. Tức là một cái bài mà phải tuyệt đối hay gì đấy mới cho điểm 10. Còn đối với cái đề trắc nghiệm, hễ thí sinh nào mà họ làm đủ cái số câu đúng là được điểm 10. Cho nên cái điểm 10 trắc nghiệm với điểm 10 tự luận nó hơi khác nhau. Cho nên năm nay thì nhiều môn trắc nghiệm, cho nên nó nhiều điểm 10 thì cũng là cái chuyện bình thường. Vâng, như vậy chúng ta có thể hiểu là một trong những nguyên nhân chính đó là việc năm nay chúng ta thi trắc nghiệm, đúng không ạ? Vậy giáo sư nghĩ sao về câu chuyện ban đầu là bộ đã cho rằng là sẽ không có nhiều điểm 10, rồi sau đó chúng ta lại thấy một cơn mưa điểm 10 là một chuyện bình thường. Vậy điều đó có thể hiện điều gì không ạ? Tôi nghĩ có lẽ là bộ cũng chưa chủ động lắm trong cái việc dự đoán. Và như tôi thấy Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói, cái quan trọng là cái phổ điểm. Vậy giáo sư có đánh giá như thế nào về phổ điểm năm nay ạ? Phổ điểm năm nay thì tôi vừa thấy công bố thì
Tôi thấy một số môn thì cái phổ điểm nó hơi bị lệch. Ví dụ cái môn bị lệch nhất là cái môn giáo dục công dân. Thường thường cái phổ điểm lý tưởng chúng ta cho cái điểm là điểm bậc 10. Cho nên cái phổ điểm lý tưởng mà chúng ta mong muốn là một cái hình chuông mà cực đại của nó ở vào cái giá trị trung bình 5. Và thường thường cái giá trị trung bình và trung vị nó phải trùng với nhau để cái hình chuông nó không bị lệch, thì chúng ta mong muốn là như vậy. Nhưng mà cái phổ điểm năm nay, ví dụ cái điểm giáo dục công dân, thì cái trung bình với trung vị nó lệch ở chỗ 8 điểm. Như thế là có thể nói đề quá dễ. Còn một cái phổ điểm khác là đề điểm tiếng Anh thì nó cũng ít lệch, nhưng mà nó cũng là một cái đề hơi khó, bởi vì nó lệch cái cực đại về chỗ khoảng 4 điểm gì đấy. Vâng, như vậy là theo giáo sư thì đây có phải là một phổ điểm phù hợp, một phổ điểm đẹp để có thể đánh giá chất lượng của các học sinh trong kỳ thi này không ạ? Thì nói là phổ điểm đẹp thì chưa thể nói là phổ điểm đẹp, bởi vì phổ điểm đẹp thì thường thường nó phải có cái dạng hình chuông, và trung bình và trung vị nó phải ở cái mức trung bình và trung vị mà chúng ta muốn nó nằm á, tức là ở 5 điểm. Nhưng cái này, các phổ điểm này không, chưa phải là phổ điểm điểm đẹp. Thì tôi nghĩ đó là có thể là do những cái người mà chuẩn bị đề không được chủ động lắm. Thế nếu mà người ta sử dụng cái khoa học về đo lường một cách nhuần nhuyễn, một cách chủ động, thì có thể gọi là có thể điều khiển được cái phổ điểm, có thể nói như vậy. Vâng, thưa giáo sư Lâm Quang Thiệp, tôi thì có băn khoăn đó là việc yếu tố quyết định đến sự thành công của kỳ thi này, đó chính là việc thử nghiệm và thiết kế đề thi. Vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã cho biết là đã thử nghiệm 2 lần với khoảng 20.000 học sinh ở tại 10 tỉnh thành, và sau đó thì mới phân tích dữ liệu và hình thành đến ngân hàng đề. Vậy thì xin hỏi giáo sư là cái quan điểm cá nhân ông đánh giá là cái việc thử nghiệm như vậy đã được coi là đảm bảo hay chưa? Tôi nghĩ là có lẽ cần phải thử nghiệm nhiều hơn, và đặc biệt những cái mẫu thí sinh mà để thử nghiệm á, thì phải là những cái mẫu đại diện. Mẫu đại diện tức là nó không phải là những thí sinh mà thuộc loại giỏi hết hoặc là thuộc loại kém hết, mà cái mẫu đại diện cho thí sinh trong cả nước. Đặc biệt khi thiết kế cái đề thì phải dựa vào cái mẫu đại diện đó để thiết kế cái đề. Vâng. Thưa giáo sư, là có một vấn đề nữa là khi mà bộ đã có 24 mã đề từ 4 bộ đề gốc với độ khó dễ tương đương nhau rồi mới đưa vào thực tế. Khi mà phóng viên đi hỏi ý kiến của các thầy cô giáo về độ khó của đề thi năm nay thì các thầy cô giáo đều cho rằng là đề thi năm nay thì không quá khó, và một số có tính phân loại, một số đề thì lại không. Vậy thì giáo sư thấy rằng là việc hình thành các bộ đề như thế đã được hay chưa? Tôi cũng chưa hiểu tại sao bộ lại đưa ra 4 cái đề gốc rồi sau đó mới đảo thứ tự các thứ để chuyển thành 24 đề. Bởi vì một cái vấn đề đặt ra mà tôi rất là băn khoăn, tức là vấn đề 4 cái đề gốc đó nó có tương đương với nhau hay không. Bởi vì 4 đề gốc là 4 đề khác nhau về các cái câu hỏi, thì 4 đề đó có tương đương hay không? Thì làm thế nào để đảm bảo cho 4 đề gốc tương đương? Thì bộ không công bố cái đấy, cho nên mình không hiểu. Nhưng mà tôi cho đó là vấn đề rất là quan trọng. Làm thế nào cho 4 cái đề tương đương? Còn từ một cái đề đảo chuyển thứ tự nó thành 6 cái đề, nhưng mà nội dung nó như nhau, thì nó cũng không hoàn toàn tương đương, nhưng mà có thể chấp nhận là nó tương đương được. Nhưng mà 4 cái đề gốc có tương đương với nhau hay không là cái quan trọng. Thì tôi không biết bộ dùng cái phương pháp nào, và bộ cũng không nói cái điều đó. Và bây giờ thì kỳ thi cũng đã kết thúc và các điểm thi của các thí sinh cũng đã được công bố. Vậy thì thưa giáo sư, là với điểm thi của các thí sinh đã được công bố như vừa rồi, thì giáo sư dự đoán như thế nào về điểm sàn năm nay?
Tôi không theo dõi, tôi cứ tưởng là điểm 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 sàn đã được bỏ rồi, nhưng mà năm nay vẫn còn điểm sàn phải. Thì quan điểm của tôi từ trước tôi đã nói rằng thực ra là không cần cái điểm sàn, bởi vì mình đã nói là các trường đại học được tự chủ tuyển sinh. Tự chủ tuyển sinh tức là người ta sẽ tự đặt cái điểm sàn cho người ta theo cái nhu cầu của người ta, theo các cái môn học khác nhau của người ta, chứ không không cần làm một cái điểm sàn chung. Nếu mà nói cần cái điểm sàn chung thì điểm tốt nghiệp phổ thông trung học chính là điểm sàn chung rồi, chứ còn không cần điểm sàn chung. Cho nên tôi cũng không dự đoán là sắp đến điểm sàn nó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là nếu mà cái điểm chung mà nó cao thì chắc điểm sàn nó cũng phải cao hơn một chút. Vâng, vậy thì về điểm chuẩn thì sao ạ? Nhiều người có nhận định rằng là điểm chuẩn của năm nay sẽ không có nhiều biến động. Nếu có tăng thì cũng chỉ tăng từ 0,5 cho đến 1 điểm thôi. Theo giáo sư thì như thế nào ạ? Tôi nghĩ cái đó là tùy các cái trường đại học, cái nhu cầu tuyển sinh của người ta như thế nào. Nhưng mà với điểm này thì có thể điểm chuẩn cũng chỉ tăng lên chút ít thôi. Và tùy nhu cầu của các trường đại học. Mấy năm trước thì có nhiều trường tuyển sinh rất là khó khăn. Thì năm nay thì có thể là người ta vẫn dùng cái điểm chuẩn như thế nào để người ta tuyển sinh dễ dàng hơn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của giáo sư Lâm Quang Thiệp trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được đánh giá là nhẹ nhàng và giảm tải cho thí sinh hơn rất nhiều so với các năm trước, nhưng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay vẫn tồn tại một số những băn khoăn về kết quả kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thẳng thắn thừa nhận và cam kết là sẽ tiếp tục sửa chữa vào những năm tới. Thế nhưng sự đổi mới theo tần suất một năm một lần đã khiến không ít học sinh và phụ huynh cảm thấy hoang mang và lo lắng. Hy vọng rằng việc xét tuyển đại học cao đẳng diễn ra thuận lợi để dư luận có thể yên lòng hơn cho các kỳ thi tiếp theo. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.